Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một loại nước chấm, một món chay rất là ngon, đó là mắm ruốc kho chay. Và cái món ngày hôm nay mình cần là 4 muỗng canh tương hột. Mình múc cho nó đầy như thế này nha các bạn, cho nó dung lên cái muỗng của mình á. Rồi tiếp theo là mình sẽ có 2 muỗng canh sả ớt, mình băm cho nó nhỏ ra, cho nó nhuyễn ra. Mình sẽ cần 3 muỗng canh đường nè các bạn, 2 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 100ml nước lạnh. Chỉ cần những cái nguyên liệu đơn giản như thế này là mình sẽ có một cái chén nước chấm rất là ngon. Mình sẽ ăn kèm với rau luộc, rau sống hoặc là dưa leo salad, rất là tuyệt vời luôn. Cái món ăn của mình á sẽ rất là dễ làm. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái món ăn ngày hôm nay của mình, đó là mắm ruốc kho chay nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 4 muỗng canh tương hộp nè các bạn, mình cho nó vào trong cái máy để mình xay cho nó nhuyễn ra. Rồi mình cho nó vào đây là 100ml nước lạnh nha. Mình xay cho nó nhuyễn ra các bạn. Đó, mình xay nó rất là nhanh cho nó nhuyễn ra như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên bếp và mình sẽ chế biến tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp nha các bạn. Mình chờ cái chảo nóng và mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đây. Khi mà dầu nóng thì mình sẽ cho 2 muỗng canh sả ớt băm vào. Mình thử cho nó thơm lên á. Khi mà cái sả của mình nó vàng nó thơm mà các bạn, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp tương hột mình mới xay nhuyễn nè, mình cho vào đây. Rồi mình cũng sẽ cho 3 muỗng canh đường vào nha các bạn, và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình sẽ nấu trên cái lửa nhỏ thôi các bạn, mình nấu từ từ để cho cái nước này nó keo lại, nó sắc xuống. Rồi nãy giờ mình nấu trên bếp đó các bạn, với cái lửa liu riu nhỏ nhỏ, nấu một hồi thì cái nước sốt của mình á nó đã keo lại như thế này nè, nó đặt lại như thế này là được rồi nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn thấy cái màu của nó sậm xuống á, nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó có vừa khẩu vị gia đình của mình chưa. Cái nước này á mình nêm á nó mặn mặn, nó ngọt ngọt là được đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha, mình cho nó ra chén và mình sẽ đem ra mình dùng chung với cơm. Và đây là cái thành phẩm của mình, mắm ruốc kho chay đã xong nè các bạn. Mình cho nó ra chén như thế này, mình ăn chung với cơm nè, với dưa leo salad, rau sống nè, hoặc là rau luộc mình chấm vào coi, nó rất là ngon luôn. Với cách làm thì rất là đơn giản nè, và ai cũng có thể làm được hết trơn á. Nếu như mà các bạn thích cái món ăn ngày hôm nay thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có món ăn ngon nha. Mình chúc các bạn làm thành công. Thank you.